đây ha, có nhiều hộp cơm đây. Ở trong đây thì giống như là người ta đặt á, người ta đặt gọi là người ta để cho hay là để một cái này là ta đặt ra phát cơm từ thiện hay sao hả chị? À, đặt món cho công nhân ăn, à cho công nhân ăn, à, hay quá ha. Ở trong này mà chú lấy mối được đặt cho công nhân ăn luôn là chắc chắn là đây nấu cũng rất là ngon đây. Tại vì thường thì đặt cho công nhân ăn thì người ta cũng hơi kén khách một xíu. Đó, thì mình thấy là cô chú đây ha, bán trong chợ đây. Đây ha, cũng nhiều món nè, cả nhà mình thấy ha. Đồ xào nè, rồi coi, nhìn đủ món ha. Đó thì có nhận cơm giao công ty xí nghiệp luôn nè, có số điện thoại đây. Cả nhà mình có nhu cầu thì liên hệ. Và đặc biệt cái giá rất là mềm luôn nè, từ 16 đến 20k thôi. Giá cũng quá trời mềm luôn. Đó thì gia đình mình thấy cái số điện thoại đây rồi, thì thấy cũng rất là nhiều món nè, như mực, đồ giòn thịt, đồ đủ hết nè. Nhưng mà cái giá thì rõ ràng rất là mềm. Đây, nhìn mặt gì rất là phú khẩu nha. Dạ, cảm ơn chị. Đây thì mình thấy là trong chợ hiện tại thì em Ri cũng đang có mặt ngay chợ khu vực chợ Bào Cát, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây thì vào bên trong thì cả nhà mình thấy là hình ảnh của chợ đây. Đây, thấy cái quầy mỹ phẩm của gì đây. Đây, đây, xoay một vòng để gia đình chúng ta thấy được cái cuộc sống kinh doanh khu vực đây như thế nào. Đây thì có những cái chỗ mà người ta gọi là sang sạp luôn rồi. Nhưng mà cái thời điểm này thì thật sự mà nói thì ri cái bảng để mà cho đỡ gọi là bức rứt trong người thôi. Chứ bây giờ sang thì có lẽ là người ta sẽ cũng không dám sang. Do bây giờ kinh doanh như kiểu này thì không biết phải sang như thế nào. Và đây thấy gì sửa đồ đó. Thật sự mà cái nghề này bây giờ là... xin lỗi chị. Thôi chị ngồi đi để em đi đó khách. Xin lỗi. Chị ngài ống kính cho nên là để đi xích qua bên định hỏi thăm gì về cái công việc mai của vị gì á, nhưng mà thấy chị ngài ống kính rồi thôi khi không có hỏi thăm nữa. Đây thì các chị cũng gọi là bám trụ tới cùng luôn, rất là yêu nghề. Đây thì mình mở từ mấy giờ đến mấy giờ hả chị? Mở 9 giờ. 9 giờ mở, 5 rưỡi chị về. Cái này là tối là đóng cửa hết à? Dạ. Dạo này mình thấy là hình như là khách đi chợ cũng vắng quá trời hả chị? Đúng rồi, trời vắng lắm, nơi nhiều khi cả ngày không bán luôn. Nhiều khi cả ngày không bán luôn. Quá trời. Vậy thì đâu có đủ chi phí hả chị? Chẳng qua tụi chị lớn tuổi rồi, cứ xin việc làm, tôi chỉ còn xin việc làm cũng nghỉ. Dạ, cảm ơn chị. Đây thì để cái sẽ đi dài lên tới trên nữa ha. Đó thì... Chị chạy không? Dạ. Đi khảo sát nữa. Dạ, review giải trí. Đó thì đây bên đây cả nhà mình thấy nè, không tình hình chung rồi chị, nhiều khi mình đi chợ nào cũng vậy hết, chủ yếu là giải trí thôi, review giải trí thôi, chứ còn cái việc đông hay vắng là do yếu tố của thị trường, chứ thật sự mà nói thì YouTuber cũng không có quyết định được là cái chợ nó vắng hay là cái chợ đông. Đó thì đây nhiều khi chị nói là kiếm cái chỗ nào đông đông để mà quay thì không biết quay sao. Đây thì thấy chị vừa mai vừa bán luôn nè, thấy quá trời, vừa treo giải nè ha, rồi vừa mai vừa bán luôn, đây quá trời luôn nè. Cái này là chủ yếu mình may hay mình sửa hả chị? May đồ cho khách. Rồi có cục vàng nghỉ hè nằm theo mẹ nó bán luôn. Đây để gì sẽ đi xích ra bên đây ha, đi một vòng để gia đình chúng ta thấy được cái cuộc sống kinh doanh buôn bán của bà con ở khu vực này thì như thế nào. Đây dài ra luôn đó, thì ở trong căng tin rồi ở trong khu thời trang, ra đây là cái khu chợ rồi đó. Nhìn cái khu đây là chợ rau củ quả thịt đây, cái gọi là cái linh hồn của ngôi chợ. Đây thì cả nhà mình sẽ thấy được là coi như là mỗi ngày cái nhu cầu về ăn uống là cũng có hết trơn. Đó thì đây là thấy chị bán ớt nè, lương nè, cá lóc nữa. Đó, như là đủ loại luôn ha. Đó, dài qua đây nữa nhìn đây, cả nhà mình sẽ nhìn thấy nguyên một cái khu chợ như thế này. Đó thì sẽ thấy được cái cảnh kinh doanh buôn bán của bà con ở giai đoạn này. Nhưng mà nhìn cũng khá là chậm. Dùng cái từ là chậm thôi. Đó, thấy gọi là đượm buồn đượm sầu đúng không? Ở đây thì mình thấy chị bán lòng,
có những cái dồi này ta làm sẵn luôn ha, tiện quá trời luôn, về chiên hay nướng gì cũng được, rất là tiện luôn ha. Đó thì đây thấy chị sáng bán đây, đó đi một vòng luôn. Ôi đây đây mới nè, bán cái này mới hay là khè sẵn cho khách luôn ha. Cái này là khè cho khách luôn hay sao vậy? À, cái da này thường những cái giò như thế này nè, gia đình chúng ta nấu giả cầy đồ đó thì khè lên về nấu rất là ngon, nhưng khi về nhà mình lại là không có đồ khè, nếu mà mình mua được cái đồ khè cũng được, nhưng mà khi mà về nhà khè xong lại không có dao để chặt, nó khó như vậy, cho nên là cái chỗ bán mà có đồ khè luôn gì là quá tuyệt vời. Đây 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 thì bên đây bán thịt ha, thì chúng ta thấy là gần như luôn là mỗi một cái khu vực bà con vẫn bán, nhưng bán không nhiều so với xưa. Đó thì đây là quầy gà của chị, nhìn cái màu gà rất là vàng luôn ha, tươi rất là đẹp, gà ta đây. Đây nữa, hai quầy gà kế bên luôn. Cái này là chung một quầy hay hai quầy hay gì? Hai quầy. Dạ dạ. Đó thì dài thế này. Ở đây thêm một quầy gà vịt nữa. Đó, dài qua bên đây nữa thì bên hông chợ này. Cả nhà mình sẽ thấy được cái cảnh bên hông chợ của bà con. Ghê lắm cái gì. Yeah. Cái tình trạng vắng gì là lâu chưa hay gì? Lâu rồi, từ ngày cũ sao mà vậy đó. Dạ, từ ngày dịch. Chợ bồ cát là bán rẻ nhất á. Chợ bồ cát rẻ nhất luôn mà cũng vắng. Dạ. Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn chị. Ở đây thì mình thấy đây, chị bán heo, thịt heo quay rồi chả nè. Đây là coi như là buôn của bạn bán của phường, những cái loại nào mà thấy bán như heo quay thì có chung mấy quầy liền, gà thì cũng chung mấy quầy liền, vịt cũng chung mấy quầy liền. Đây đây là cái ngôi chợ gia đình chúng ta sẽ thấy được, ngôi chợ Bào Cát đây. Đó thì xung quanh thì bán rau củ quả rồi đó, nhưng mà sáng gia đình chúng ta thấy là giờ cao điểm của chợ rồi, đi vào thì thấy cũng lưa thưa khách như thế này đấy. Không biết cái cuộc sống của bà con đây thì sao, kinh doanh vậy thì có đủ sống không, tại vì cái vấn đề này cũng khá là tế nhị, cho nhiều khi mình cũng không có dám hỏi thăm. Đó, thấy là khó khăn vô cùng ha, hàng quá quá trời luôn. Đặc biệt thì cái hàng bánh này thì có hàng sử dụng, cho nên là bán một thời gian mà không kịp thì cả nhà mình thấy là vướng cái hàng sử dụng rất là đuối luôn, phải hủy phải bỏ. Đó, còn mình lấy ít quá thì người ta lại không mua. Đó, ác cái chỗ đó đó, nhìn nó gọi là đượm buồn đượm sầu luôn. Đây là gì bán cái hàng gọi là gia vị ha, gọi là củ hành củ tỏi nè. Ngày xưa có một cái sạp nhỏ gì là ngon rồi, ao ước có biết bao nhiêu người luôn. Còn bây giờ thì gì bán đây lâu chưa hay gì? 27 năm rồi. Ô quá trời luôn. Ngày xưa mà đông dữ không chị, cái thời cao điểm á. Trời đông mà. Hồi xưa chợ chen chân cũng lọt. Mà. Chen chân cũng lọt luôn. Dạ. Bây giờ là bán như chùa Bà Đanh luôn. Dạ. Dạ cảm ơn chị. Đó mình thấy đây. Đây xung quanh những cái hoàn cảnh kinh doanh của bà con. Đó. Xây một vòng để gia đình chúng ta cảm nhận được cái cuộc sống bây giờ. Nhìn nó gọi là cũng teo héo, nó eo xèo quá. Đó thì đi dài lên trên luôn. Dài lên trên luôn để cả nhà mình thấy là khu vực ngoài này thì bán rau củ này, quả trái cây rồi nhiều đó. Nhưng mà Ri thấy mỗi một cái tiểu thương thì người ta cũng lấy gọi là ít hàng thôi, chứ không lấy nhiều. Tại vì bây giờ mình thấy cái lượng khách như vậy thì lấy nhiều thì cũng rất là nguy hiểm, coi như là bán không có hết thì cũng rất là khó khăn. Đó thì tình hình chung nè. Đây chạy một vòng để gia đình chúng ta thấy được. Đây là trứng đồ rất là nhiều, kể cả trứng này gia đình chúng ta bán để một thời gian, nếu mà bán không kịp thì cũng có một cái hiện tượng là nó bị dửa, bị úng, cho nên là hàng bắt buộc là phải nhập vào và đẩy đi liên tục thì nó mới không bị hư. Cho nên là đây cũng là một cái khó khăn cho bà con ở giai đoạn này, kinh doanh coi như là chậm quá trời chậm luôn đó. Đa số là chợ bây giờ là bỏ hoang bỏ trống rất là nhiều rồi. Đây thì thấy gì sáng gì ăn chay hả, gì ăn chay hả, mặn ăn chay gì ăn chay trường luôn hay là ăn lâu lâu ăn cho nó khỏe người thôi, ít dầu mỡ. Một tháng đến 10 bữa luôn.
Ồ, oh, quá hay. Dạ. Yeah. Đây thì có khách đến. À, đây thì thấy là kinh doanh ha. À, đây thì dì bán quần áo rồi. Đó, ngồi chơi không hả? Trời ơi. Rồi vậy thì đủ trang trải cuộc sống không? Khó khăn lắm à. Chợ nào cũng vậy luôn. Rồi bán vậy là một ngày bán được nhiều không hả chị? Tầm này đâu nói được anh. Không nói được luôn. Tức là có nhiều cô mà nói chia sẻ bán lẻ mà cả tuần không có mở hàng luôn. Nhiều khi có luôn á hả? Rồi. Đó là bình thường chứ gì đâu. Nhiều khi mình bán một cái áo đi, 100.000, 200.000 đi mà cả tuần mà không mở hàng. Rồi sáng ra là ăn sáng, ăn trưa, rồi tiền bãi, tiền đủ kiểu hết trơn luôn. Coi như là cũng đuối. Giai đoạn này kinh doanh khó khăn. Tất cả mặt hàng mọi người nè. Nên là tình hình chung hết luôn. Ở đây, cả nhà mình thấy là tình hình chung hết ha. Yeah. Đây, đây, tình hình chung hết. Cả nhà mình thấy đó, gần như luôn là những cái tình hình chung như thế này. Thì cái việc kinh doanh buôn bán của bà con thì cũng khá là chậm. Quán quá, quán quá luôn hả gì? Đây cả nhà. Đây thì hỏi thăm gì một xíu ha. Gì à? Cho ông hỏi á, trứng này á thì nó có thời hạn sử dụng không hả gì? Tức là mình nếu mà mình để á, thì mình gọi là mua về nhà mình trữ á, thì cái thời gian nó khoảng được bao lâu ha? Không phải em nhìn tùy theo cái hàng của người ta để cũ với để mới thôi. Dạ nếu mà mình tính từ mới á, thì mình mua về mình để được không ba? Để một tháng được. Dạ. Còn mà hàng mà cũ ra em chỉ cần về tới nhà là hơi qua ngày mai là nó hư. À đây, bởi vì cũng khổ lắm. Ừ. Nhiều người nói là mua bán trứng này khỏe đâu không khỏe đâu, ừ. Áp lực về cái hàng sử dụng. Đúng rồi. Mình mua mà mình bán mà lỡ mà cũ về người ta xài không được là bữa sau ta bỏ. Đúng rồi. Mất mối. Đó cho nên là nhiều khi mình thấy là nó cũng hao hụt. Nó hao hụt giống như rau vậy. Nhưng mà đa số là hàng quen á là mối phải đưa hàng mới cho mình. Dạ. Chạy ra. Dạ. Đó là mới. Dạ 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 cảm ơn chị. Đó thì gì chia sẻ mới biết, nhiều khi là không trong nghề thì nhìn thôi chứ cũng đón mò nó không biết được. Dạ dạ. Ở đây cả nhà hoàn cảnh với chị bán này trời ơi ít quá à. le que lèo tèo cái con chút à. Đó thì mình nhìn vào trong chợ thì mình thấy được bây giờ thì kinh doanh coi như là cũng mệt. Đây thì cả nhà mình thấy đọt nhãn lồng đấy. Đọt nhãn lồng này thì gọi là ăn rất là mát đúng không? Xào tỏi cũng được nè, rồi nấu canh cũng được nè. Đó thì đặc biệt nó là ăn rất là mát. Ở đây thì thấy chị bán hải sản đủ nè. Ốc, trời đây thấy ốc bự quá. Ốc này ốc bu ha. Bu. Cho em hỏi thăm ốc bu giờ là 1 ký bao nhiêu hả chị? Ốc lát. 120 1 ký. Ốc bu thì rẻ hơn hả chị? Dạ. Cảm ơn chị. Đó đi một vòng ha, cả nhà thấy là ốc hương thì chắc mắc dữ rồi, mấy trăm à? 400 một ký. Dạ. Đó thì đi một vòng luôn nè, cả nhà mình thấy không? Tình hình kinh doanh của bà con đó thì nó cũng gọi là đủ kiểu luôn ha, của cái gì bán nè xung quanh để mình nhìn thấy được. Đây vào đây thì thấy chợ đi, phía trong thì cũng khá là vắng nè. Dạ. TikTok rồi giải trí. Dạ. Đây, đó thì gọi là mình người thật quyền thật, mình không có đi quay rồi mình vô mình thu âm để mình nói gọi là nói không đúng sự thật. Còn giờ là đi có sao nói vậy luôn. Dạ. Dạ chị. Dạ. Ốc len, ốc len này là làm món gì hả chị? Xào dừa, à, béo ha, với rau găm nữa. Đây là đủ món hết trơn nè, cua luôn, cho nên là rất là nhiều món đây, ngay chỗ khu vực phía sau chợ Bầu Cát ha. Chợ Bầu Cát, cổng trước, mặt sau. Dạ, đó thì ngay chỗ chợ Bầu Cát đây, gia đình chúng ta thấy hàng là nó sôi sối luôn ha. Nó hàng thứ nhất là to và nó đang bò là gọi là lỏng ngỏm luôn nè.
Dạ, dạ cảm ơn chị. Đó thì có nhiều bà con nói là sao mà vừa quay vừa nói vậy, thì cố tình là quay mình nói luôn để mình nói đúng sự thật, có sao nói vậy chứ không phải giờ quay gì rồi về nhà lại nói khác. Đây cái quầy chè của chị đây đó. Đi một vòng để gia đình chúng ta cảm nhận được cái cuộc sống kinh doanh buôn bán của bà con thì quá gọi là chậm ha, trong cái thời điểm này coi như là cũng eo xèo đủ kiểu luôn rồi đó. Thì đi hết một cái vòng chợ luôn nè. Đây thì thẳng ra phía trước là ngay cái căng tin hồi nãy gia đình chúng ta vào đó, thì để đi lên luôn, lên căng tin phía trước luôn. Dì bán nhiều nè, có các anh cũng lại là bỏ mối hàng cho dì nữa nè. Đó thì cái sạp hàng của dì rất là lớn luôn ha. Nhìn phải nói là những cái hàng đập quá đang rất là hay. Gia đình chúng ta nhìn quay vào cái hàng đập quá thì cái màu sắc nó rất là bắt ha, rất là tươi luôn nè. Đó thì một cái nghệ thuật để người ta gọi là cái bao bì, cái nhãn dán của người ta nó rất là hay. Khi mình nhìn vào thì mình có một cái cảm giác rất là gọi là nó màu vàng màu đỏ rực á, một cái cảm giác rất là gọi là nó rất là dùng từ sao nó bắt mắt rất là sung. Đó thì phía ngoài này cả nhà mình đi là ở đây, thì nãy ghi rẽ vô trong thì cái điểm này thì vô trong là có cái căng tin cơm ở trong đó, thì chạy ra ngoài đây cái quầy bún có gì quá trời luôn đó, rất là lớn đó. Đi dài lên đây gia đình chúng ta sẽ thấy được ở đây thì một cái quầy bún nè, quá trời luôn đó, cả nhà thấy ha. Bây giờ kinh doanh buôn bán coi như là lai rai thôi chứ không được như ngày xưa thì rần rộ rộ rất là đông, còn bây giờ thì cũng còn nhưng mà chậm, tình hình thì khó khăn hơn rất là nhiều rồi so với lúc trước đó. Thì để đi sẽ đi xích lên trên luôn cho gia đình chúng ta cảm nhận được cái cuộc sống của bà con đó. Thì những cái quầy hàng thời trang đó, rồi những cái quầy gọi là thủy tinh rồi nhựa coi như là chất đóng hết trơn luôn, cả nhà mình thấy khó khăn quá trời ha. Đó nè, nhựa rồi nè, coi như là nhìn những cái quầy như vậy mà không thấy người bán luôn đó, đó là coi như là không biết người ta đi đâu hết trơn luôn, tức là vắng quá trời vắng rồi. Ta mở ra ta để đó, nhiều khi là từ sáng tới chiều mà không có một khách vào luôn đó, dẫn đến một cái tình trạng là bây giờ thì kinh doanh buôn bán thì nó vắng và nó eo xèo đó. Thì đây là những gì mà còn lại, những gì mà đang diễn ra tại khu chợ Bào Cát, quận Tân Bình đó. Nhìn bên trong cả nhà mình thấy vào chợ thì gần như là không thấy người luôn, thấy tiểu thương đi qua đi lại với nhau không nè. Chị cười, chị thấy là những cái tiệm ngày xưa mà trời có một cái tiệm gì là đại gia, mà đại gia số 1 luôn á, 3-4 người phụ luôn, lấy hàng từ sáng tới chiều lấy không kịp luôn, không giỡn đâu. Dạ, cho nên là đó thì rất là giàu, nhưng mà bây giờ thì nó hơi khó khăn hơn, tình cảnh thì bán chậm hơn rất là nhiều so với lúc trước đó. Thì cả nhà mình thấy những cái quán ăn trước chợ đây thì nó cũng vắng, cũng lèo tèo, mà đây là cũng là một cái tình hình chung rồi đó. Đi đây ra trước cổng chợ luôn, đi từ phía sau vòng ra phía trước để gia đình chúng ta thấy được cái cuộc sống của bà con khu vực này như thế nào. Xe thì cũng rất là nhiều đây ở phía ngoài, nhưng mà chủ yếu đây thì gia đình chúng ta sẽ thấy được là xe của tiểu thương nhiều. Ở đây thì người ta bán bạc ha, chủ yếu là bạc chứ không có phải vàng, tìm bạc đó. Thì đây là khu chợ đây, chợ Bào Cát đây cả nhà mình, đây ngay trước cổng chợ đây đó. Xung quanh luôn thì mình thấy là phía trước thì người ta cũng gọi là đóng cửa những kiosk rất là nhiều luôn bên trong chợ nè. Đây trên đây là chợ Bào Cát đây đó. Tại vì hơi đứng ra ngoài nó bị trá nắng á, cho nên ghi đứng ở trong này, ghi quay đứng lên gia đình chúng ta hơi nhìn khó chút và thông cảm cho em Ri. Đó, clip em Ri đến đây thì cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.